qua một thời học sinh trong sáng, đẹp đẽ và đáng nhớ biết nhường nào sẽ là một phần nhỏ trong cuộc sống của những ngày tháng đó, được tái hiện một cách chân thực và rõ nét nhất với rất nhiều cung bậc cảm xúc qua phần kịch dẫn đầy thú vị. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một tâm hồn trong sáng, thuần khiết, một cô bé mơ mộng, hồn nhiên như là nước mùa thu trong lành.